Đời như việc, tiệc tàn ly cốc độ. Con không muốn an phận như tụi con gái trong làng. Cái con cần bây giờ chỉ là tiền. Đầy kịch tính nhưng thâm đẫm chất nhân văn về thế thái nhân tình trong xã hội hiện đại. Tôi không thể nào chấp nhận một đứa con dâu như cô. Sa ngã và vươn lên, đổ vỡ và hàn gắn, thất vọng và niềm tin. Đời như việc phát sóng lúc 20 giờ trên kênh HTV7 các ngày từ Chủ nhật đến thứ Năm, bắt đầu từ 12 tháng 1 2014.